Hàng triệu viên gạch này chỉ còn công đoạn cuối cùng là đưa vào lò nung để trở thành sản phẩm bán ra thị trường với giá 2.500 đồng mỗi viên. Nhưng đợt lũ vừa qua đã nhấn chìm gần hết. Đây là gạch đã được phơi khô chuẩn bị đưa vào nung nên khi gặp nước đã rã thành bùn đất. Những ngày nay, thay vì đưa gạch vào nung, những người công nhân này phải lam lũ đẩy bùn đất đi đổ. Cuộc sống người lao động ở đây đã khó khăn bởi ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nay càng khó khăn hơn do thiên tai. Đồng lương cũng nhờ nó sản phẩm mà chứ lụt bão đến bất ngờ quá thì cũng chúng em cũng là hết sức trồng cho rồi nhưng mà không thể nào là cứu được sản phẩm nên bây giờ là hư hỏng hết rồi. Nhờ là đồng lương là nhờ vào sản phẩm mà nhờ sản phẩm hư hết rồi chúng em chứ phải bắt tay lại từ đâu đó. Hàng năm để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong mùa mưa, công ty cổ phần gạch ngói Quảng Trị phải dự trữ một lượng lớn gạch mộc, tức là gạch đã phơi khô từ trước. Số gạch này được đưa vào những khu vực cao ráo, có nhà tre, không bị mưa thấm ướt. Tuy nhiên, năm nay do mưa lũ quá lớn, nước đã tràn vào các nhà để gạch mộc, làm gạch tan rã và đổ xuống nước. Theo báo cáo sơ bộ của công ty, số lượng gạch bị hỏng trong đợt lũ vừa qua là khoảng hơn 2 triệu viên, ước thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng. Ngoài thiệt hại về gạch, một nhà xưởng để gạch cũng bị lũ cuốn sập. Thiên tai đã làm cho hoạt động sản xuất của công ty bị ngưng trệ trong nhiều ngày nay, chưa thể khôi phục trở lại. Chúng tôi cũng phải cố gắng nỗ lực để mà duy trì lại cái sản xuất. Thì muốn làm được cái đó thì phải nhờ cả cái sự hỗ trợ của các ban ngành cấp trên, đặc biệt là cái vấn đề về cái vốn hoặc là giảm thuế trong cái năm 2020 này để chúng tôi duy trì cái sản xuất để đảm bảo cái công ăn việc làm cho cả cán bộ công nhân viên. Hậu quả của cơn lũ ngày 8 tháng 10 vừa qua chưa kịp khắc phục. Hôm nay lại thông tin của cơn bão số 7 và có thể một cơn lũ khác có thể ập đến. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn trong thời gian sắp đến. Vì vậy, có cơ chế chính sách ưu đãi để khắc phục hậu quả thiên tai là điều mà doanh nghiệp nào cũng rất cần và mong muốn để khôi phục lại sản xuất, kinh doanh.